Thế chứ đóng cửa này, trời ơi, đóng cửa thanh lý, buồn rầu dễ sợ. Nó tường xanh này, phải nói kẹt xe kinh khủng lắm vị. Nhà bán hoặc cho thuê chính chủ luôn, vỡ nợ xả hết 39k, canh bột gạo, đóng băng, đóng cửa là cho thuê mặt bằng luôn này. Cho thuê mặt bằng này, trời ơi, phê thảm quý vị. Đóng cửa này. À, xin chào quý cô chú, anh chị và bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan đường phố Sài Gòn ở trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai và hướng ra ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị. Một buổi chiều rất là mát mẻ. Và hiện tại thì chúng ta đang hướng ra phía trước mặt, chính là hướng ra ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị. Ngã tư Hàng Xanh, cái trục đường hướng ra bên phía chỗ đường Ú Văn Khiêm ha, rồi ngã năm Đài Liệt Sĩ là một trong những cái điểm nghẽn giao thông ở cái phía đông bắc của Sài Gòn. Và phải nói là đi trên cái con đường này, cái nút giao thông này, khi mà hướng ra ngã tư Hàng Xanh thì cực kỳ là sợ quý vị. Lượng xe cộ qua lại cái khúc giao thông này thì rất là đông. Và nó đã tồn tại cũng cả hơn chục năm nay rồi. Tuy nhiên thì gần đây thì Sài Gòn mới bắt đầu có những cái động thái để mà chuẩn bị sửa sang, mở rộng cái khu vực này ra để có những cái giải pháp giảm bớt cái việc ùn ứ, ùn tắc giao thông ở cái cửa ngõ đông bắc của Sài Gòn này. Ở đây thì có những cái quầy bán bắp ha, bắp Mỹ này ha. Phía bên tay trái quý vị chính là cái trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi, quý vị. Ở bên đó thì quý vị thấy những hình vẽ rất là đẹp ha. Bên đây có một xe bán cút quay. Cút quay nhìn hấp dẫn ghê không? Cút 15.000 con. Ờ đã quá ha. Dạ. Nhìn quay thấy mê luôn. Dạ em coi chút xíu ha. Dạ, 15.000 một con quý vị. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cái dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai thì có rất nhiều cái món ăn vặt ở ngoài đường quý vị. Những cái chiếc xe bán đồ ăn ở vỉa hè nó rất là nhiều ha. Sắp tới thì Sài Gòn có những cái dự tính sẽ thu phí vỉa hè quý vị. Thu phí vỉa hè thì buộc những cái quán xá ở trên vỉa hè này thì phải đóng thuế thôi. Buôn bán vỉa hè thì nhà nước làm. Nhưng mà bà con thì cứ buôn bán vô tư ha. Vỉa hè thực ra là cái đường cho người đi bộ, nhưng một số bà con thì tranh thủ buôn bán kiếm thêm đây. Một năm khó khăn rồi cho nên là cũng bon chen, cũng không biết làm sao đây quý vị. Sắp tới thì thu phí những cái quầy bán ở vỉa hè như thế này. Rồi một cái tiệm mà sa mặt bằng ha, bóc ví ra. Bên kia đường là cái trung tâm điện máy xanh ha. Cuối năm rồi, quý vị thấy không? Giảm giá 40% luôn. Trả góp 0%. Ôi, cửa hàng Việt Tiến này, sale 80%. Quá trời dữ luôn. Cuối năm rồi các cái cửa hàng điện máy như chợ lớn Nguyễn Kim than trời than đất quý vị. Chứ năm nào mà thấy thảm như năm nay. Doanh số giảm tụt đáng kể luôn. Ngân hàng SCB. Cuối năm thời điểm này mà mua thay đổi TV lên đời thì thường thường là bà con cô bác hay mua vào dịp này này. Nhưng cái tình hình này thì chắc năm nay đúng là cái túi tiền nó không còn rủng rỉnh nữa. Việc lên đời hay là thay mới tivi hoặc là các đồ điện tử thì cũng phải nói là bà con cũng hạn chế rất là nhiều rồi.
thu nhập bị cắt giảm, chi tiêu không còn được thoải mái như các năm nữa. Vì thế mà các cái đồ vật dụng vẫn còn xài được thì bà con vẫn tận dụng xài tiếp cho năm sau, không thay không đổi mới ha. Cho nên là các hàng cửa hàng điện tử như Điện Máy Xanh hay là Nguyễn Kim, Chợ Lớn thì cũng đang than trời than đất tương vị nha, chưa bao giờ là ế ẩm như vậy. Sale off giảm giá 40%, trả góp 0%, ưu đãi như vậy mà vẫn không có khách tới mua, bị buồn rầu thê thảm. Đây là cửa hàng bán gấu bông, những chú gấu rất là to đẹp này. Voi, hả mã, heo này, bánh bao 296. Đây thưa quý vị, phía trước mặt quý vị chính là cái góc ngã tư Hàng Xanh quý vị ha. Hiện nay thì nó đã có một cái cây cầu vượt bằng thép bắc ngang qua rồi, và nó cũng giảm được rất nhiều cái tình trạng ùn ứ kẹt xe. Nếu mà rẽ phải thì chúng ta đi ra hướng cầu Sài Gòn ha, còn rẽ trái thì chúng ta sẽ về hướng ngã tư Điện Biên Phủ đó. Mặc dù đã có cái cầu vượt nhưng mà cái tình trạng kẹt xe vào cái giờ cao điểm như này thì vẫn còn rất là nhiều thưa quý vị. Đó, quý vị thấy nhìn từ xa ha, lớp lớp là xe, nào là xe buýt, xe hơi, xe con, taxi, Grab, đúng là cái giờ cao điểm quý vị. Và sắp tới thì Sài Gòn sẽ chi khoảng 1.000 tỷ để mà giải cứu cái khu vực này, đặc biệt là cái đoạn đầu cái ngã năm Đại Liệt Sĩ á, tới cái đoạn ngã tư Hàng Xanh này phải nói kẹt xe kinh khủng lắm vị. Đây lâu lâu thì cho quý vị xem cái đặc sản của Sài Gòn này quý vị ha. Bữa giờ đi vào trong các cái khu chợ truyền thống nhiều rồi, cứ thấy ảm đạm, nhưng mà quý vị thấy ra đây thì rất là sôi động quý vị ha. Xe cộ đâu mà nhiều quá trời quá đất luôn, mà bà con đi nhiều vậy nhưng mà mua sắm không có nhiều quý vị, ngộ đời vậy đó. Phía bên trái đây là cái cà phê Trung Nguyên quý vị ha. Đây bắt đầu vô cái đoạn này thì quý vị thấy nó mà còn kinh khủng cỡ nào. Khúc này là bắt đầu là khúc thắt nút cổ chai đây. Đi ra hướng bến xe miền Đông đấy quý vị. Mặc dù là bến xe miền Đông bây giờ họ đã di chuyển một phần bến xe ra bến xe miền Đông mới đúng không ha. Bến xe miền Đông mới thì được xây mới rộng gấp gần gấp 3 quý vị. 2 mét gấp 2,5. Gần gấp 3 so với cái bến xe miền Đông cũ ha. Và một số cái tuyến xe nó đã được di chuyển ra phía ngoài rồi, cho nên là cũng một phần đã giảm bớt được cái lượng xe cộ qua đây. Bên đây thì có một cửa hàng cũng chuyên bán đồ trang trí Tết này, dưa hấu, thỏi vàng, bánh chưng, bánh tét quá trời luôn. Trời ơi, trái dưa to chứ em. Mua bề chưng hả? Trái dưa mua bề chưng nhiêu tiền em? Trái dưa to hay là? Nhìn đã chưa ta? Ba trăm tám à? Ồ, được á. Mua trái đó về chưng là thấy có không khí Tết rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Đó, đồ trang trí Tết quá trời đấy quý vị ha. Chuẩn bị cho một năm mới vui xuân đây. Đến đoạn này thì mình sẽ bắt đầu đi vào trong cái đầu đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nha quý vị. Và cũng là một trong những cái điểm kẹt xe rất là ngán ngẩm. Khu vực này thì thôi rồi. Đây mấy em đứng chờ xe buýt này. Khu vực chờ xe buýt. Trời ơi, đây cũng có mấy cái cửa hàng đóng cửa rồi đây. Bác xe ôm đang đứng chờ khách đếm tiền. Đường này là bây giờ là được một chiều nha quý vị ha, một chiều rồi mà vẫn kẹt xe quá trời luôn. Vé số, chiều sổ, hết vé rồi, tới giờ sổ rồi. Đây, nhà bán hoặc cho thuê chính chủ luôn. Đồ xì bán quá trời đây này quý vị.
trung tâm Anh Ngữ, phía trước bán đồ xi, buồn rầu thê thảm. Đó bên kia ha, công ty sơn Maxit cũng đóng cửa ở vị này. À, bên này vé số đang chưa hy vọng một đổi đời đây. Trời ơi vỡ nợ xả hết, 39k. Khi thấy đồ đẹp quá trời luôn mà vỡ nợ xả hết này. Có 39k này. Đồ đẹp quá trời luôn. Mà gần Tết rồi không ai mua được thầy em. Giao cái bảng như vậy quý vị thấy không? Quá trời rầu. Đồ thời trang năm nay là ế ẩm luôn á. À, phía bên kia đường thì có những cái cửa hàng bán mây che lá. À, mùa này có thể làm ăn được bởi vì là có nhiều cái công ty, nhiều cửa hàng người ta mua về để trang trí Tết đấy quý vị. Trời ơi con chó dễ thương ghê không? À, biết ngồi lên xe để chủ nó chở đi chơi quý vị ha. Trời ơi, nhìn anh dễ thương ghê không? Hello hello. Được huấn luyện từ bé chắc. 25. Ủa không sợ nó nhảy xuống hả chị? Đang tập cho nó ngồi. Trời ơi dễ thương quá ha. Màu đẹp ghê. Mua bán ra. Mua bán luôn hả? Trời ơi tội nghiệp chứ. Quậy quá hả? Nhìn mặt dễ thương vậy mà. Trời ơi dễ thương kinh. Có cắn không đây? Không thì coi à. Dễ thương quá. Ờ vào lì xì quá trời ha. Dạ bữa nào ghé mua để hôm nay em đi vòng vòng quay xíu đó. Bao lì xì quá trời ha. Chuẩn bị Tết rồi. Có mua pháo uống phòng mua. Pháo luôn. À. Nhiều bánh gì? 450, 650. À cũng được đó, ha, có lý chứ. Ờ, có giấy tờ là mua rồi. Mỗi một viên thì một tờ giấy. À vậy ha. Để có giấy nó mới đốt được. Đúng rồi, không có giấy là tới là hốt đầu luôn đó chứ. Rồi để biết địa điểm này bữa sau có đi nghe ngang thì mua bánh về chơi Tết cho nó vui vui. Cảm ơn chị nha, chúc bún nó đắt nha chị. À, rục rịch Tết rồi quý vị ha. Mấy chục năm trước thì có pháo, còn từ khi cấm pháo thì cái không khí Tết nó cũng buồn hơn. Tuy nhiên nó quy định của nhà nước mà hạn chế pháo nổ. Và bây giờ thì nếu như chơi pháo thì buộc phải có cái giấy tờ để mà chứng nhận là chúng ta mua pháo của Bộ Quốc phòng quý vị ha. Không có giấy tờ của Bộ Quốc phòng là thua luôn quý vị. À, không giấy phép là phải coi như bị hốt luôn đó quý vị ha. Không đùa được đâu quý vị. Ăn chơi cũng phải cẩn thận nhé quý vị ha. Đầy quá trời cửa hàng đóng cửa. Đó quý vị thấy xe đầm lượp đầm lượp. Đây là cây cầu sơn nha quý vị ha. Phía hai bên cái con đường xô viết tích này nó có nhiều cái nhánh đường nhỏ và những cái con hẻm quý vị. Cho nên người nó cứ ra đi vô quá trời quá đất luôn. Đó quý vị thấy xa xa kia không? Trời ơi nó kẹt xe dài dài luôn quý vị. Kẹt dài tới cầu Bình Triệu mới thôi đó quý vị ha. Tập trung xe cộ về cái hướng bên xe miền Đông cũng khá là mệt mỏi quý vị. Mỗi buổi chiều mà đi làm về đây thì thôi thua. Xả hết xả hàng rất là rẻ này. Quá trời buồn. Kẹt xe ngăn ngẩm ghê luôn quý vị ha. Vô cái khu trung tâm vậy mà đi thoải mái hơn quý vị ha. Và trong trung tâm quận nhất nhìn cái nề nếp và cái sự hiện đại của một thành phố Sài Gòn. Nó khác biệt rõ rệt với cái khu ở phía ngoài cửa ngõ Đông Bắc Sài Gòn này quý vị ha. Ngoài đây các cái nhà cửa nó còn lụp sụp á. Buôn bán nó kiểu lề đường vỉa hè, nhìn cái sự khang trang nó không như ở phía trong khu trung tâm. Đây rẽ vô đường D5 này thì mình sẽ đi qua con đường U Minh Khiêm. Phía trong đó cũng kẹt xe kinh khủng lắm quý vị. Cũng không khác ngoài này đâu. Bên đó đường còn nhỏ hơn. Sắp tới thì chi 1.000 tỷ vào khu này đây. Dữ dằn không? Không biết là sẽ như thế nào đây. Quá trời cái cửa hàng đóng cửa bên kia đường rồi quý vị. Thê thảm luôn ha. Đó kẹt xe này. Dễ sợ không?
bánh canh bột gạo đóng băng, đóng cửa là cho thuê mặt bằng luôn, mới luôn, bị giống như mới mở mà đã đóng cửa rồi đây. Buồn rầu thê thảm, chưa năm nào như năm nay quý vị, quá trời là buồn. Mà kẹt xe thì vẫn kẹt xe ha, người mua thì cũng chẳng thấy đâu, mà người đi đường thì bao la bát ngát quý vị này, quá trời quá đất luôn. Nói kia đóng cửa nhiều ghê luôn đấy quý vị, nguyên một cái dọc mà cho thuê bán nhà quá trời quá đất này. Ô bên đây đấy này, cho thuê mặt bằng này, trời ơi thê thảm quý vị, đóng cửa nhiều quá. Khu này đường này cũng đông người đi lại lắm chứ đây đâu phải là vắng vẻ như phía trong trung tâm đâu quý vị, đó người đi đông nghẹt luôn này, mà cửa hàng đóng cửa cho thuê phá sản quá trời luôn, buồn ghê. Không ngờ được một con đường mà nó đông đúc như thế này mà đóng cửa còn thê thảm hơn nữa vị ha. Trời đất ơi, đóng cửa nhiều quá. Không phải là đường đông là buôn bán tốt như vị ha. Đông như thế này thì thực sự là cũng chưa phải là tốt vị. Đó, hai bên đường này, nhà cho thuê quá trời luôn vị ơi. Khu này sắp tới không biết là chi 1.000 tỷ vô thì giải quyết tình trạng kẹt xe như thế nào đấy quý vị. Phía bên trái quý vị là nhà sách Nguyễn Văn Cừ ha quý vị ha. Còn là phía trước thì là ngã năm đài liệt sĩ. Nếu mà rẽ phải vô thì chúng ta sẽ vô khu Thanh Đa ha. Còn đi thẳng thì sẽ đi ra hướng bến xe miền Đông và đi thẳng nữa thì qua cầu Bình Triệu thưa quý vị. Rồi, đang đèn xanh. Đây, ra đây là thoáng đãng chút xíu này. Quá trời đông luôn quý vị ạ. Xe kẹt nghẹt luôn. Đó, ra tới đây thì vẫn còn đông nữa quý vị này. Trời ơi, mấy cái căn nhà lớn này cho thuê đóng cửa thấy buồn rầu dễ sợ gì nhỉ. Đó bên kia đường ha, ba căn liền kề luôn, ba căn lớn luôn đóng cửa cho thuê là quá trời buồn. Phải nói là khu ngoài này cũng ảnh hưởng không kém gì trong trung tâm quý vị. Ngoài này có cái tiệm bánh mì nổi tiếng vị, bánh mì Út Khiêm vị ha, rất là nổi tiếng từ xưa đến giờ ngay ở bến xe miền Đông quý vị. Trời, mặt bằng đóng cửa này, ra tới đây thì cơ bản là cũng thoáng đãng hơn rất là nhiều. Bến xe miền Đông thì không biết là tình hình gần Tết thì bà con của bác về quê như thế nào ha, bữa nào thì sẽ có dịp sẽ đưa quý vị đi vào trong tham quan cái khung cảnh của bến xe miền Đông. Đây phía trước đây là bến xe miền Đông và cái hướng đi vào trong cái cổng bến xe miền Đông này. Trời ơi, xả hàng cuối năm sale 50%, đồ quá trời sale cỡ đó mà cũng không có người mua quý vị. Tối thì không biết làm sao chứ giờ buổi chiều là gần như là không có ai luôn quý vị. Thời đến gần Tết rồi mà mua sắm chán đời ghê, đóng cửa này, dùng kính đóng cửa luôn. Đó bên trái quý vị, đây là cái cổng số 4 ha, cái cổng số 4 đi vào bến xe miền Đông đây thưa quý vị. Đó, có dịp thì sẽ đưa quý cô chú anh chị các bạn sẽ vào đây tham quan. Quá trời là buồn, cái cảnh nhộn nhịp thì nó vẫn tấp nập vào nào ở cái con đường Sài Gòn nó vẫn như ngày nào quý vị ha. Nhưng mà cái việc buôn bán quý vị ha, cái buôn bán quý vị thấy không, những cái đây thấy dây di động này ha,
Thế chứ đóng cửa này, trời ơi, đóng cửa thanh lý, buồn rầu dễ sợ. Một cái trung tâm của Thế giới di động rất là lớn, nằm ngay ở cái vị trí mặt tiền, rất là đẹp ha. Ngay trước mặt đối diện với bến xe miền Đông, đóng cửa quý vị. Rất là buồn. Đó, ngay bên kia là cái cổng số 5 của bến xe miền Đông quý vị. Rồi em gái hết xăng rồi. Xăng là sao tự dưng đi nó bị đạp thử coi. Không, ấy là con đang đi mà tự dưng nó bị dừng lại mà chẳng có đâu có xăng. Xăng vẫn còn hả? Dạ. Cho về số mo đi, cho để số 3 để nó khó. Đạp số được coi. Không, ấy là còn xăng mà sao. Rồi. Có chừng buri bị sao rồi? Dạ. Có chừng bị rơi buri rồi. Buri á, buri nó bị bẩn hay nó bị hỏng gì đó rồi. Nó đè không nổi rồi. Rồi đi tìm cái tiệm nào đó đi sửa thôi. Vô nó xịt lại cái buri. Thay buri rồi. Rồi tiệm đóng cửa trời ơi, đi qua đó đi. Qua đó chắc người ta kiểm tra buri cho. Có lẽ thì đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây thưa quý vị. Kính chúc quý cô chú anh chị các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.